Bây giờ nếu mình nhìn nó dưới dạng orbital thì sao? Thầy lấy ví dụ 1s2, 2s2, 2p6. Đây là cấu hình ở trong của nguyên tố có z bằng 6, nguyên tử có z bằng 6. Mà mình biết rằng á, đối với lại phân lớp s thì có một AO ha. Cho nên mình sẽ vẽ là một ô vuông. Phân lớp s có một AO, mình sẽ vẽ một ô vuông. Phân lớp s thứ hai là cái thằng 2s này có một AO, mình vẽ ô vuông tiếp theo. Được chưa? Phân lớp p thì sao? Phân lớp p là 3 AO, đúng không các bạn? Ba cái cặp số 8 nổi á. Cho nên mình sẽ vẽ đối với 2p, mình vẽ ba cái hình vuông dính vào nhau như thế này để thể hiện rằng là phân lớp 2p có 3 AO. Ok không các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền S trong vào nè. Để điền S trong vào thì mỗi S trong được thể hiện bởi một dấu mũi tên ha. Để thầy mở cái này ra, đây, để cho các bạn dễ thấy. Mỗi cái AO á, mỗi cái xin lỗi mỗi cái S trong á sẽ được thể hiện bằng một dấu mũi tên. Vậy ở đây á mình sẽ thấy là một S2 có hai electron, đúng không? Có hai electron thì sẽ thể hiện là hai dấu mũi tên ngược chiều nhau. Được chưa? Ngược chiều nhau ha. Tiếp tục, 2s2 cũng có hai electron, sẽ thể hiện bằng hai mũi tên ngược chiều nhau này. Ok ha. Còn đối với lại 2p2 thì sao? 2p2 á, ủa tại sao không có để hai dấu mũi tên ngược chiều nhau vô cùng một ô? Tưởng tượng gì cho đơn giản, bạn hãy tưởng tượng có một cái tổ có ba cái bàn mà có hai học sinh, đúng không? Ngồi như thế nào cho thoải mái thì có phải là mỗi đứa bàn không, đúng không? Mỗi đứa bàn là thoải mái nhất, đúng không các bạn? Cho nên là ở trong cũng vậy đó, nó sẽ làm sao cho nó thoải mái ha. Sẽ có những cái nguyên tắc khác nhưng mình tạm hiểu là giống như mình thôi, mình muốn ngồi cho thoải mái thôi. Vậy thì mỗi electron sẽ điền vào một AO, được chưa các bạn? Hay mình không có điền vào cùng một ô nha, được chưa? Electron nó không chịu đâu nha, nên là bạn phải cho nó thoải mái, mỗi electron một AO trước, được chưa nè? Tức là chúng ta sẽ điền đối với phân lớp 2p mình sẽ phải điền như vậy. Rồi tương tự mình có một cái cấu hình khác là 2p4. 2p4 thì sao? Thì tương tự là 1s2 với 2s2, mình cũng điền hai ở trong ngược chiều nhau vào một cái ô ha. Tuy nhiên đối với phân lớp 2p thì 4 electron trong, đúng không các bạn? Đầu tiên chúng ta sẽ điền 3 electron trong vào 3 ô trước. Vậy bây giờ mình tưởng tượng có 3 cái bàn có 4 học sinh. Để cho thoải mái nhất là sẽ có một bàn có 2 học sinh, hai bàn chia mỗi đứa một, mỗi cái bàn một đứa. Rồi giờ ở đây cũng vậy nè. Ha, sự sắp xếp rất là đơn giản dễ hiểu. Được chưa nè? Thì đây là cái cách chúng ta chuyển cái cấu hình ở trong của phân lớp sang cấu hình ở trong của ô orbital. Người ta gọi đây là dạng viết theo ô orbital, để mình thể hiện coi là trong cái orbital thì các electron nó được sắp xếp như thế nào.